Rồi, tiếp tục, ta đến với một câu tích phân. Đây là câu số 17. Cho hàm số y bằng fx liên tục trên r và thỏa mãn f của x cộng với f của chữ x bằng 3 trừ 2 lần cos x với mọi x thuộc r. Khi đó hãy tính tích phân y là đi từ trừ b trên 2 cho đến b trên 2 fx dx. Có 4 đáp án A, B, C, D. Được chưa? Thì chúng ta có thể tính bài này. Ở đây có một cái dấu hiệu là mấy em thấy là có cái tích phân đi từ trừ b trên 2 đến b trên 2. Như vậy thì nhắc cho các em nhớ một điều là khi mà mấy em gặp cái tích phân đi từ trừ a đến a của fx dx là em cứ đặt cho thầy, đặt t là bằng x. Đó, em cứ đặt t là bằng x cho thầy. Đó. À, ví dụ đây ha, thầy làm luôn nha. Tức là thầy xét một cái tích phân k, nó là tích phân đi từ trừ a đến a của fx dx, thì thầy đặt t này là bằng x, bằng trừ x. Đặt t là bằng trừ x nha, đặt t là bằng trừ x. Như vậy thì dt bằng gì? Dt nó sẽ bằng trừ dx. Ngược lại, dx trừ dt sẽ bằng dx. Đó. Được chưa? Và bây giờ mấy em tiến hành đổi cộng. Với x mà bằng trừ a thì ta có là t bằng a. Rồi với x mà bằng a thì ta có là t bằng trừ a. Được chưa? Như vậy bây giờ thầy thay vào đây. Suy ra k bằng tích phân đi từ trừ a thì nó được đổi thành là a, đến a thì đổi thành là trừ a. Đó. Rồi f của x thì x nó chính bằng trừ t, đúng không? F của trừ t nhân dx thì bằng gì? Trừ dt. Trừ dt. Đó. Trừ dt. Được chưa? Như vậy là bằng gì các em? Trừ. Bây giờ thì đổi cộng lại, nó sẽ bằng tích phân đi từ, đảo cộng lại đó, mất dấu trừ đi, trừ a đến a. Đó, f của trừ t, dt. Đó, nhưng mà giá trị của biểu thức tích phân thì không phụ thuộc vào biến. Tức là tích phân đi từ a đến b của fx, dx thì cũng bằng tích phân đi từ a đến b của ft, dt. Đó, như vậy thì ở đây nó bằng gì các em? Tích phân đi từ trừ a đến a của f trừ t, dt thì nó cũng bằng f trừ x dx. F trừ x dx, được chưa? Đó, như vậy là được rồi, đúng không? À, như vậy thì chúng ta có thể nhớ một tính chất, đó là tích phân đi từ trừ a đến a, lưu ý ha, của f x dx thì nó cũng bằng tích phân đi từ trừ a đến a của f trừ x dx. Đó. Thật ra thì nhớ cũng được, còn không thì cứ nhớ là cứ gặp hai cái cận dưới và cận trên đối nhau thế này thì mấy em cứ đặt t bằng chữ x thế này. Đó. Áp dụng vào đây, đề yêu cầu tính đây. Nhưng mà giải thích ở đây, bây giờ thầy lấy tích phân hai vế đi từ trừ b trên 2 cho đến b trên 2, đúng không? Đó. Áp dụng ha. À, áp dụng. Vậy cái chỗ này nó chính là fx cộng cho f của trừ x bằng 3 trừ 2 cos x. Thì lấy tích phân hai vế nha, đi từ trừ b trên 2 đến b trên 2. Trừ b trên 2 đến b trên 2. Fx dx cộng tích phân đi từ trừ b trên 2 đến b trên 2 của f trừ x dx bằng tích phân đi từ trừ b trên 2 đến b trên 2 của 3 trừ cho 3 trừ cho gì? 2 lần cos x. Dễ x luôn, được chưa? Rồi, nhưng mà hai cái này là bằng nhau, đúng không? Hai cái này bằng nhau. Cái này bằng y thì cái này cũng bằng y luôn. À, áp dụng cái công thức này, y như vậy là vế trái nó chính là bằng 2y, đúng không? Vế trái nó chính là bằng 2y.
bằng với phải nó chính là gì? Nguyên hàm 3 là 3x này trừ cho nguyên hàm của cos là bằng sin trừ 2 sin x. Rồi đi từ trừ pi trên 2 đến pi trên 2 đúng không? Rồi bây giờ chúng ta thay cận vào các em. Pi trên 2 sẽ là 3 pi trên 2 sin của pi là trên 2 này. Rồi vậy thế cận vào là bằng 3 pi trên 2 trừ pi trừ cho mọi người trừ 3 pi trên 2 cộng chỗ này là chỗ này là sin pi trên 2 là 1 vậy trừ 2 rồi sin của trừ pi trên 2 là trừ 1 cộng 2 rồi trừ 2 trừ 4 như vậy là bằng 6 3 pi trên 2 3 pi 3 pi trừ 4 rồi 3 pi trừ 4 như vậy thì chia 2 với cho 2 đúng không? Chia 2 với cho 2 thì y sẽ bằng gì? 3 pi trên 2 trừ 2 đấy 3 pi trên 2 trừ 2 được chưa? Đó thì đối với cái thức phân mà dạng như là thức phân có cận dưới và cận trên đối nhau thì các em nhớ cái cách là cứ lấy t đặt t bằng chữ x rồi sau đó mới chứng minh được cái điều này. Thức phân đi từ chữ a đến a bằng thức phân đi từ chữ a đến a của f chữ x, fx bằng f chữ x. Được chưa? Thì ở đây thì có một cách chọn hàm nữa nhưng mà thôi em hiểu cái này kia rồi, khi nào mà gặp trên lớp thì bày cái cách chọn hàm sau. Được chưa? Câu số 17 nha, xong nha. Đáp án là gì ha? 3 pi trên 2 trừ 2 là đáp án là C. Đáp án là C, được chưa? 3 pi trên 2 trừ 2. Rồi, kết thúc video ở đây.